Rồi, ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Như vậy là Hắc Thần Thoại Ngộ Không Let's Move Wukong đã ra mắt rất là lâu. Cơn sốt nó cũng đã hạ nhiệt dần dần rồi các bạn. Và chúng ta đã có rất là nhiều những cái kênh, những cái bài viết và những cái nhóm forum được thành lập để kể về cái cốt truyện của nó. Cho nên mình sẽ không kể lại cốt truyện của nó nữa, các bạn đã nắm qua rất là nhiều rồi. Trong video này chúng ta sẽ giải quyết một cái vấn đề cuối cùng mà những cái series trước đó chưa có người đặt ra và cũng chưa có người giải quyết, đó là Hắc Thoại Ngộ Không đứng dưới thiên đình. Vậy thì thiên đình này phải ác tới mức nào và ai là người chủ mưu đứng ở phía sau nó? Như vậy thì riêng cái giả thuyết về người chủ mưu, tức là người đứng đầu cai quản thiên đình, nó đã có rất là nhiều giả thuyết rồi. Và trong đó được tổng hợp lại ba vị có sức mạnh lớn nhất và cũng là ba vị có hiểm nghi lớn nhất. Và mình sẽ kể lại cái giả thuyết này cho các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cùng tìm manh mối xem ai mới là người thật sự đứng ở phía sau toàn bộ cái cốt truyện của Black Myth Wukong và là người đứng trùm của thiên đình nhé. Đầu tiên, giả thuyết đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Như vậy thì cái giả thuyết này nó rất là bình thường thôi, bởi vì bản thân người đứng đầu thiên đình từ trước tới giờ vốn dĩ là Ngọc Hoàng, không có gì phải bàn cãi cả. Và những cái vị thần Phật đều phải nằm ở dưới trướng của cái vị này, đứng đầu tam giới, có sức mạnh rất là kinh khủng và quyền lực rất là lớn. Và vị thứ hai đó là Thái Thượng Lão Quân. Vì sao lại có cái giả thuyết về cái vị Thái Thượng Lão Quân mới là cái người đứng sau toàn bộ câu chuyện? Đó là vì tới cái chương Khúc Độ Tử Uyên thì ở chỗ bàn tự động á, thì nó sẽ có một cái chi tiết như sau. Đó là sự xuất hiện của Hạt Tiên Nhân và mang tứ muội về luyện đan. Thì trong toàn bộ Tây Du Ký, cái người mà giỏi luyện đan nhất chính là Thái Thượng Lão Quân, và cũng là một vị mà có quyền lực rất là lớn ở trong phiên bản Tây Du Ký và cũng như ở trên thiên đình, cho nên là mới có cái giả thuyết này. Và cái giả thuyết thứ ba đó là Phật Tổ Như Lai. Thì tại sao lại nói như vậy? Thì ở trong đây xuất hiện một cái vị đó là Linh Cát Bồ Tát, và các bạn cũng biết là Linh Cát Bồ Tát là một trong những cái vị Bồ Tát ở bên Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì với cái việc mà Linh Cát Bồ Tát xuất hiện ở trong cái chương này thì chứng tỏ là Tây Phương hay là Tây Thiên Trúc đó thì cũng đã tham gia và nhúng tay vào cái cốt truyện của Bách Mức Vũ Công và cái hành trình tìm lại Lục Căn Đại Thánh của Thiên Mệnh Hầu. Như vậy thì các bạn thấy là cả ba cái giả thuyết này nó đều hay, nhưng mà mình xem qua những cái kênh phân tích ấy, thì luận chứng và luận cứ họ đưa ra đối với mình là đủ nhưng mà chưa thuyết phục. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng xem và cùng đưa ra những cái giả thuyết để xem là có hay ho hơn và có rõ ràng và minh bạch hơn hay không ở trong cái video này nhé. Và nếu như có chỗ nào sai thì các bạn hãy để lại cho mình ở dưới phần bình luận. Mình sẵn sàng nghe tất cả những ý kiến của các bạn. Sai, mình xin lỗi. Nói đúng, mình rất ca ngợi. Thêm thông tin, mình vô cùng cảm ơn. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ tới với chương 1, Hỏa Chiếu Hắc Vân. Khởi đầu đoạn trailer và cũng như là khi các bạn đã trải nghiệm tựa game Black Myth Wukong ở chương 1, các bạn cũng thấy rồi, đó là thiên đình cử thiên binh thiên tướng và đứng đầu là Dương Tiễn đến và đánh Hoa Hỏa Sơn. Thì trong đó Ngộ Không có nói một câu: "Sư phụ, ta đã bảo vệ kinh, ta cũng đã lấy xong, Phật vị từ bỏ, ta trở về đây. Các ngươi cử thiên binh thiên tướng tới đánh cái chỗ này thì ta cũng hiểu, nói chung là làm mọi thứ ta đều hiểu cả. Nhưng mà thứ mà ta không hiểu là tại sao các ngươi lại muốn giết hầu tử hầu tôn của ta?" Như vậy là thiên đình có ý định là giết hầu tử hầu tôn của Tôn Ngộ Không. Hãy nhớ cái đoạn này giùm mình, nó là một cái phần chi tiết rất là quan trọng, và một lát chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sao là cái phần chi tiết này nó có đối ích xứng với một cái phần chi tiết nào khác mà mình gọi nó là quan trọng nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái phần tiểu tiết, những cái phần nhỏ hơn mà ít ai để ý. Đó là Dương Tiễn mang chiếc áo giáp có hình đầu Phật. Và trong cái video so sánh mà mình nói về cái việc là so sánh sức mạnh của Như Lai Phật Tổ và Bồ Đề Tổ Sư á, thì mình cũng đưa ra cái giả thuyết này. Và có một bạn nói với mình để lại bình luận á, là cái vị mà mang cái hình Phật ở phía trước đó là cái hình của Khổng Tước Minh Vương. Và các bạn có thể tìm thông tin của vị Khổng Tước Minh Vương này ở trong rất là nhiều cái trang, và mình thì tìm hiểu ở trên Wikipedia. Và cái vị Khổng Tước Minh Vương này có tên là Maha Mayuri. Một lát mình sẽ để tên lại ở phía dưới để các bạn có thể tìm hiểu nha. Thì cái vị Khổng Tước Minh Vương này á, được xem là tôn giả hầu cận Đức Phật, mà nguyên căn là một con công. Hãy nhớ, vị này là nguyên căn là một con công nha. Tu thành vân mệnh Đức Phật, cầm giữ giáo lệnh, hiện thân hàng yêu phục ma, ủng hộ các nhà tu hành. Như vậy thì sau khi mà mình ngó nghiêng lại toàn bộ cái đội quân ở trong Black Myth Wukong thì chúng ta cũng có thể thấy cái cây thương mà các vị này cầm trên tay có phần đầu
rất là giống một sợi lông công. Và cái hình ảnh cái mũ mà các vị này đội lúc đầu thì lúc trước á, mình xem mình tưởng nó là hình đại bàng, nhưng mà nếu như nó là một con công thì nó cũng rất là chính xác. Như vậy nếu giả thiết được thành lập thì đội quân này rất có thể là đội quân của thiên đình, nhưng đứng dưới trướng của Khổng Tước Minh Vương đến thảo phạt Hoa Quả Sơn và có nhiệm vụ là tiêu diệt những cái con khỉ ở trên Hoa Quả Sơn. Được chưa? Chúng ta sẽ tới với cái chi tiết nữa của cái chương 1, đó là Hắc Hùng Tinh sau khi các bạn đánh bại nó thì nó sẽ nói gì ạ? Mọi việc mà nó làm đều là bị thiên đình xúi giục, và nó đã tháo cái dòng kim cô ra để xuống dưới trần giữ cái lục căn này, một trong những mảnh của lục căn đại thánh, mà trong khi cái âm mưu này là thứ mà nó gần như là phải chịu cửu tử nhất sinh, cho nên làm cái việc này quả thật là không có đáng. Nếu mà mình tha cho nó thì nó sẽ quay trở lại Nam Hải và chịu phạt đeo lại vòng kim cô. Như vậy thì các bạn cũng thấy là ở trong thiên đình thì có cái vị nào đó đã ra lệnh cho Hắc Hùng Tinh xuống dưới trần và tạo nên một cái kiếp nạn cho Thiên Mệnh Hầu. Được rồi, như vậy thì chúng ta sẽ giữ lại những cái này ở đây và chúng ta sẽ tới với chương 2. Thì Linh Cát Bồ Tát là cái người cầm đàn hát, bây giờ thì ai cũng biết rồi đúng không ạ? Cái con trùng phụ bản đấy thì cũng đã có rất là nhiều bạn nói với mình. Con trùng đó là một cái thú cưỡi của một vị Phật. Ở trên đầu của nó cũng cõng một cái đầu Phật bằng đá. Ở trong đó giấu một viên Định Phong Châu. Nếu như Định Phong Châu là cái viên của Linh Cát Bồ Tát và cái con trùng phụ bản này nó là thú cưỡi của một vị Phật, như vậy thì 100% gần như chúng ta có thể khẳng định là cái con trùng phụ bản này chính là Linh Cát Bồ Tát sai nó tới để trừng phạt người dân của Lưu Sa Quốc vì cái tội đó là dám trở mặt với đạo Phật, bởi vì vị vua Lỡ Vương Quốc này đã đuổi toàn bộ tăng nhân đi và không còn tôn thờ Phật giáo nữa. Như vậy thì các bạn cũng thấy là cái vị Phật ở trong cái Black Myth Wukong này là những người sẵn sàng làm điều ác chứ không phải là phổ độ chúng sinh như những thứ mà chúng ta đã tìm hiểu. Rồi, chúng ta sẽ đi nhanh tới chương 3, Dạ Sinh Bạch Lộ. Các bạn có nhớ là ở trong cái đoạn mà Hoàng Mi khi mà chúng ta gặp mặt hắn ở trong Tiểu Lôi Âm Tự đấy thì Hoàng Mi đã có nói như sau. Đó là hắn và Kim Thiền Tử là sư huynh đệ và sau khi mà Kim Thiền Tử lấy kinh xong thì bây giờ lại phải bỏ trốn. Như vậy thì Kim Thiền Tử phải bỏ trốn, vậy thì tại sao lại bỏ trốn? Và trốn là trốn ai? Nếu các bạn không nghĩ tới thì chúng ta rất là đơn giản thôi. Kim Thiền Tử là đệ tử của ai ạ? Kim Thiền Tử là đệ tử của Như Lai Phật Tổ ở trong cái cốt truyện của A Du Ký. Sau khi mà cái vị này á ngồi nghe giảng đạo kinh Phật thì ngủ quên các bạn, hay là gọi là ngủ gật ấy, thì Phật Tổ đó, Như Lai rất là tức giận, cho nên là đài ông này xuống trần và sống với cái kiếp con người và buộc phải tu lại tu thành tới 9 kiếp và 9 kiếp đều phải đi thỉnh kinh. Sau đó thì 9 kiếp này đi tới Lu Sa Hà thì đều bị Sa Tăng ăn thịt các bạn. Và cái vấn đề là ở cái sông mà Lu Sa này á thì cái gì cũng không nổi được, kể cả cái cọng lông ngỗng cũng không nổi được mà. Nhưng mà đầu lâu của Kim Thiền Tử thì lại nổi, cho nên thì Sa Tăng mới lấy cái đầu lâu này xỏ thành nguyên một cái vòng và đeo ở trên cổ. Thì các bạn cũng có thể thấy là kể cả Tây Du Ký, cái viên mãn gốc thì nó cũng đã rất là tăm tối chứ nó không phải giống như những thứ mà chúng ta nghĩ đâu nha. Và ở chương 3 này thì các bạn cũng sẽ gặp một cái con boss đó là Vô Lượng Bức. Và cái con Vô Lượng Bức này là một con yêu quái các bạn, nhưng mà nó mang cái khuôn mặt của một vị Phật canh giữ bộ xương của Xà Tướng Quân. Các bạn có thấy là ở trong cái tựa game Black Myth Wukong này thì hình ảnh của các vị Phật xuất hiện ở dưới dạng của những con yêu quái rất là nhiều hay không? Và sau khi mà các bạn đánh bại con Vô Lượng Bức này á thì Quy Tướng Quân mới trồi lên và khóc than cho bằng hữu. Chúng ta sẽ tới chương 4, Khúc Độ Tử Uyên. Thì ở tại chỗ này, sau khi mà các bạn đã khám phá bàn tự động thì chúng ta sẽ đều biết cái cốt truyện ở sau nó. Đó là ở chỗ này thì Tử Thù Nhi đã phải ăn thịt 6 người chị em của mình để kéo dài hơi tàn, sống tới thời điểm hiện tại chờ gặp cho bằng được Trư Bát Giới. Và cô ấy cũng đã sinh cho Trư Bát Giới một đứa con, đó là Lục Muội. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải nhớ tới cái cốt truyện gốc ở trong Tây Du Ký, hay là kể cả cái bản điện ảnh ở trong năm 1986 luôn. Thì cái con mà Bách Nhãn Ma Quân này thì được đem về trong nhà cho Tỳ Lam Bồ Tát. Nhưng mà ở trong cái Black Myth Wukong á, thì bàn tự động xuất hiện một cái bàn tay Phật gọi là Hữu Thủ Trùng. Và cái con này tạo ra bởi một cái bàn tay Phật nuôi bởi hai cái trứng của một cái con trùng
được gọi là tiên thú, và sau khi nó xuống dưới trần ấy thì Bát Nhãn Ma Quân cứ nghĩ là đây á là được ở trên thiên đình hay là người nào đó ở trên trời á ném xuống dưới đây để giúp cho hắn tạo ra những cái con trùng yêu này để lớn mạnh bàn tự động. Thật ra thì không phải có một cái con hổ thủ trùng không, mà sẽ có hai con nữa, như vậy có một bàn tay trái và tay phải, nói chung là một cặp bàn tay. Như vậy thì cặp bàn tay này là của ai? Giả thuyết được đặt ra đó là bàn tay này là bàn tay của Tỳ Lam Bồ Tát, và các bạn sẽ nhớ cho mình đó là bàn tay này đã bị cắt xuống để nuôi con trùng, và cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ cùng ghi nhớ ở đây nhé, đó là bàn tay được cắt xuống để nuôi trùng. Ở cái chương này á thì chúng sẽ làm rõ cái con trùng mà chúng ta biết tới, đó là cái trứng trùng, đó là cái trứng trùng của cái con gì, nó được gọi là cầm lang, và cái trứng của cái con này á thì ai mà ăn vào sẽ ngay lập tức bị nó ăn hết lục phủ ngũ tạng và biến thành một con trùng yêu hay là trùng quái. Và cái con trùng này á các bạn, thì nó có một cái đặc điểm, đó là cái khuôn mặt của nó cũng mang hình ảnh của một vị Phật. Các bạn hãy nhớ lại tất cả những thứ lúc nãy chúng ta cũng đã nói rồi. Phật không phải là tiên, tiên là tiên, Phật là Phật, tiên thì nằm ở thiên đình. Nhưng mà ở đây thì cái con này được gọi là tiên thú, có hình cái mặt lại là vị Phật, thì cũng có thể sẽ thấy dễ dàng rồi. Vậy là tất cả những hình ảnh mà chúng ta thấy thì vị Phật đang nắm giữ thiên đình. Sau khi ở chương 4 khúc độ tử quyên này các bạn gỡ hết các lá bùa thì thiên mệnh hầu của chúng ta sẽ chạm trán Vương Linh Quang, một vị hộ pháp. Tuy nhiên thì cái vị này á không giống như là vị Vương Linh Quang ở trong những cái tài liệu mà mình tìm hiểu, mà Vương Linh Quang ở trong đây là đã bị thay cái đầu bằng một cái bàn tay, và bàn tay này được cho là bàn tay của Ngọc Hoàng, đại diện cho Ngọc Hoàng. Xem như là giống như, nói theo Dũng Sư Tế là giống như Thượng Phương Bảo Kiếm thời xưa, là giống như trẫm ngự giá đi tới đâu thì cũng sẽ đại diện cho ý chí của Ngọc Hoàng. Vậy các bạn cũng thấy là hình ảnh bàn tay Phật bị cắt xuống để đem nuôi trùng và hình ảnh bàn tay được cấy ghép vào trong đầu của Vương Linh Quang thì có gì giống nhau hay không? Đó là một cái ẩn ý đấy. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm hiểu rõ là cái ẩn ý này nó có cái gì sâu xa hay không ở trong giáo lý mà cái tựa game này nó muốn đưa tới. Nhưng mà chúng ta cứ nhớ cái hình ảnh này đi, nó cũng là một cái hình ảnh rất là hay. Ở trong chương này thì các bạn cũng còn nhớ đó là cái con cầm lang này thì Hối Nguyệt Ma Quân, tức là cái vị này trước đây là Mão Nhật Kê Tinh Quân, thì bị chọc đứt yết hầu và được cho ăn trứng cầm lang cho nên mới biến thành Hối Nguyệt Ma Quân. Như vậy thì vì sao cái vị này lại bị biến thành một cái con yêu quái, hay là tự vị này chọt cắt đứt cái cuống họng của mình và ăn vào trứng cầm lang, hay là bị ép? Cái giả thuyết này tới hiện tại thì mình vẫn chưa thành lập, rất có thể là bị hại các bạn, nhưng mà cũng rất có thể đó là một cái hình thức tu luyện sau này của những cái vị tiên thì sao, chúng ta vẫn chưa biết được. Hãy tới với chương 5 Lạc Nhật Hồng Trần. Thì sau khi các bạn tới với cái chương 5 này á thì bạn sẽ gặp một cái con boss đầu tiên, là con boss trâu, nó là tên là Bạch Phủ Hán. Thì cái con này á nó đánh luôn Thiên Mệnh Nhân hay là Thiên Mệnh Hầu, nó cứ tưởng đâu là Thiên Mệnh Hầu là kẻ địch của nó. Ở đây có những con yêu quái hay là những cái đội quân mà đến từ địa ngục. Vậy thì các bạn có đặt ra câu hỏi là từ khi nào mà một đội quân địa ngục lại được phép lên hạ giới hay chưa? Nếu các bạn chưa biết thì Cửu Thiên Thập Địa, tức là ở phía trên thì có 9 tầng trời và ở dưới có 10 tầng đất đấy, thì Thập Điện Diêm Vương, à hãy tìm hiểu cho kỹ nhé. Thập Điện Diêm Vương thì Diêm La Vương chỉ là một vị ở trong Thập Điện Diêm Vương mà thôi. Thì 10 vị Diêm La Vương này, nếu như các bạn chưa biết thì ở dưới này có một cái vị Phật khác nắm giữ cõi âm, và cũng là một cái vị mà có pháp lực được xem là ngang ngửa với Như Lai, đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cái câu mà ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chính là cái câu của Địa Tạng Vương Bồ Tát các bạn nha, chứ không phải là cái câu của Phật Tổ hay là một cái vị Phật khác nói, mà vị Phật cụ thể ở đây chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài là một trong những cái người mà phát nguyện nếu như ngày nào còn địa ngục thì không thành Phật, nhưng mà thật ra thì ổng cũng đã thành Phật rồi và pháp lực rất là kinh khủng. Nếu như mà cái quân đoàn địa ngục này được phép lên dương thế, như vậy thì mặc dù có cho phép lên dương thế thì cũng vẫn phải qua Địa Tạng Vương Bồ Tát thì binh đoàn địa ngục mới có thể lên trên đây. Các bạn cũng thấy sẽ dính líu rất là nhiều tới Phật giáo đúng không ạ? Và như lúc nãy thì mình cũng đã nói các bạn là hãy ghi nhớ cho kỹ cái lời của Tôn Ngộ Không. Không hiểu vì sao các ngươi lại tiêu diệt đám hầu tử hầu tôn của ta. Thì các bạn cũng thấy rồi, ở trong cái chương này á, cái người mà khổ nhất đó chính là Hồng Hài Nhi. Và Hồng Hài Nhi thì là một cái thái tử của Dạ So Quốc các bạn. Và Dạ So Quốc thì bị một cái thế lực nào đó
tiêu diệt. Mà trong khi đó thì Dạ Xoa Quốc tức là một trong bát bộ chúng thờ phụng Phật giáo. Vậy thì tất cả những thế lực ở trong này, người muốn cứu thì lại thuộc về đạo giáo. Vậy thì người tiêu diệt chỉ còn lại phương còn lại thôi, đó là Tây Phương. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh được xem là cái minh chứng rõ ràng nhất cho tất cả những cái giả thuyết mà mình gộp lại. Thì nãy giờ các bạn cũng thấy rồi, mình đang chỉ thẳng người đứng ở phía sau thiên đình chính là Như Lai Phật Tổ. Thì cái hình chương 5 này, các bạn sẽ nhớ có một cái vị thổ địa ở Hỏa Diệm Sơn, tay cầm một cái gì ạ? Đó là một cái bình bát bằng vàng. Và cái bình bát bằng vàng này ở trong chứa rất là nhiều những con quái vật mà vị thổ địa này sẽ sử dụng. Và trong đó có một con cá được gọi là Âm Dương Ngư, hay là có con cá trê, hay là ở trong hình ảnh hay là một cái con cá trê các bạn. Và cái con cá này nó cũng có sức mạnh rất là kinh khủng. Bình bát vàng, nếu như các bạn vẫn chưa biết, thì nó là một cái hình ảnh tượng trưng rất là rõ ràng và là một cái pháp bảo rất là lợi hại ở trong cái kiếp nạn Mỹ Hầu Vương thật giả đấy. Thì sử dụng cái bình bát vàng này để trấn áp con Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Nhưng mà ở trong cốt truyện Black Myth Wukong đó các bạn, thì hình ảnh mà Tôn Ngộ Không tay ẩm Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì rất là thương tâm, chứ không phải giống như trong cái truyện mà chúng ta đọc là Tôn Ngộ Không trở nên nổi nóng đập chết Lục Nhĩ Mỹ Hầu các bạn nhé. Cho nên chúng ta có thể thấy là ở đây mình gần như chắc đến 99% người đứng đầu và cai quản thiên đình tạo nên tất cả những cái kiếp nạn cho thiên mệnh hầu của chúng ta chính là Phật Tổ Như Lai. Và sự đồng nhất này đến từ đâu? Sự đồng nhất này đến từ kể cả cái tác phẩm gốc. Các bạn có nhớ là Phật Tổ Như Lai đã từng hỏi Bồ Tát rằng thầy trò của hắn đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn rồi hay chưa? Thì Bồ Tát có nói là thầy trò của hắn chỉ mới trải qua 80 kiếp nạn mà thôi. Vậy thì 99, 81 của củ quy nhất thì mới đủ kiếp nạn, cho nên là phải tìm ra cái kiếp nạn cuối cùng, đó là cái kiếp nạn mà con rùa nó hất cả thầy trò xuống dưới sông Kinh bị ướt hết, thì đó mới là cái kiếp nạn thứ 81. Vậy thì chúng ta có thể thấy là người đứng sau toàn bộ kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng tới bây giờ vẫn là Phật Tổ Như Lai. Người đứng sau tất cả những cái kiếp nạn của Thiên Mệnh Hầu cũng là Phật Tổ Như Lai. Vậy thì chúng ta hãy quay trở lại cái con khỉ ngay từ đầu game giao nhiệm vụ cho Thiên Mệnh Nhân. Hãy nhìn lại cái căn cuối cùng của Đại Thánh đi. Tất cả những cái căn ở trong này đều được thiên đình phân chia ra cho những cái vị yêu quái khác nhau và đang tìm để cho Thiên Mệnh Nhân của chúng ta hồi sinh. Và trên cái hành trình đó thì sẽ phải khám phá giống như là đi một cái side quest, làm nhiệm vụ chính tuyến các thứ các kiểu, cuối cùng vẫn phải quay trở lại Hoa Quả Sơn và mang lên cái vòng kim cô. Đây là một thứ không thể tránh khỏi. Và với cái giả thuyết này thì chúng ta hoàn toàn có thể giải thích được ai là người đã niệm kim cô chú, cũng như có thể là dạy cái chú này để có thể khống chế Ngộ Không, và sau đó để cho Dương Tiễn có cơ hội kết liễu Ngộ Không ở trong đoạn trailer đầu game. Đó là kiếp nạn của Như Lai dành cho Tây Du Ký. Vậy thì các bạn thấy cái giả thuyết của mình về việc người đứng đầu thiên đình hiện tại là Phật Tổ Như Lai có khả dĩ hay không? Để lại dưới phần bình luận và chúng ta sẽ cùng trả lời trong những video sau nha. Và đừng quên đăng ký kênh để giúp cho mình có động lực để làm những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video sau.